Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá có phóng sự bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Đẩy mạnh phòng chống sạt lở trong mùa mưa bão. Ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 31 tháng 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghệ An cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Xin mời Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Quốc hội đã nghe tờ trình thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đà Nẵng cần có các cơ chế chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá, có tính động lực lan tỏa. Đáng chú ý tại dự thảo nghị quyết này, Chính phủ đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là chính sách mang tính đột phá, là quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thành phố Đà Nẵng và Chính phủ trong áp dụng mô hình phát triển tiên tiến của thế giới. Nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng và của cả vùng. Đây cũng là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả chủ trương này của Bộ Chính trị, đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ, quy định cụ thể về một số nội dung sau. Khái niệm, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện, đầu tư phát triển hạ tầng, khu thương mại tự do, tác động đến phát triển doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế, ngân sách xã hội và tính lan tỏa vùng miền. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ. Về nội dung này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình có ý kiến. Đây là liên quan về cái việc mà chúng ta cho áp dụng một số những cái chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn trừ thuế chúng ta đang ghi là thực hiện theo những cái quy định là pháp luật. Thế nhưng hiện nay chúng ta đang có cái áp dụng về cái việc mà thuế tối thiểu toàn cầu, thì trong đó có quy định là các cái doanh nghiệp mà quốc gia đa quốc gia mà có cái tổng doanh thu là trên 750 triệu euro và 800 triệu euro thì phải áp dụng theo cái quy định của nghị quyết về luật thuế, nghị quyết áp dụng về cái thuế tối thiểu toàn cầu. Chúng tôi đề nghị là chúng ta phải quy định chặt chẽ thế nào đấy để tránh cái câu chuyện là khiếu kiện sau này là liên quan. Nếu mà chúng trong trường hợp thì chúng ta đã ghi ở đây như là phích cứng là tất cả những cái doanh nghiệp này thì sẽ được giảm miễn cái thuế thu nhập doanh nghiệp, thì chúng tôi đề nghị là Chính phủ cũng như là các cái cơ quan cũng rà soát lại để ghi cái cách thức để cho nó chặt chẽ hơn. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Ngày 30 tháng 5, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 18 và báo cáo dự kiến nội dung chương trình, thời gian, địa điểm, tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí trao đổi thẳng thắn, cử tri xã Yên Trị đã kiến nghị về các lĩnh vực đời sống xã hội như xây dựng các công trình đường giao thông, các công trình thủy lợi nội đồng, chế độ chính sách cho người có công, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và tổng hợp để chuyển đến kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện tới đây và các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết.
Ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với công chức tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự chúc mừng. Theo quyết định số 1005 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Phan Minh Anh, chuyên viên chính, vụ ổn định tiền tệ, tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng đồng chí Phan Minh Anh được điều động và bổ nhiệm về địa phương, sớm nắm bắt công việc mới. Mong muốn đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian qua để nghiên cứu tham mưu cùng với tập thể chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, xây dựng hệ thống ngân hàng ổn định, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 5, huyện Lạc Thủy đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Lạc Thủy đã phát động 6 phong trào thi đua năm, 23 đợt thi đua đột kích, cao điểm, sát với thực tiễn nhiệm vụ của địa phương đơn vị. Quá trình thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đã kết hợp chặt chẽ với xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến, tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Lạc Thủy đã phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tặng 430 chiếc xe đạp, 60 suất học bổng, đỡ đầu 9 học sinh nghèo vượt khó và nhiều phần quà có ý nghĩa với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. 5 năm qua, huyện Lạc Thủy đã bàn giao 528 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, phối hợp xây dựng sửa chữa 8 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Với những thành tích và kết quả đạt được, lực lượng vũ trang huyện Lạc Thủy đã được các cấp các ngành khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ và trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, hưởng ứng ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện Lạc Sơn. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với một chương trình 4 chiến dịch. Trong đó diễn ra cao điểm từ nay đến hết tháng 8 năm 2024. Với phương châm rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương đơn vị. Tại lễ ra quân, ban tổ chức tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 3 đoạn đường thắp sáng đường quê và 1 công trình thắp sáng trạm y tế xã bằng năng lượng mặt trời. Hỗ trợ xây dựng nhà khăn quàng đỏ trị giá 30 triệu đồng. Sau lễ ra quân đã diễn ra một số hoạt động hưởng ứng như tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ của Việt Nam với các nước và chủ quyền biển đảo, biên giới. Triển khai cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng năm 2024. Phòng chống tệ nạn xã hội và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đoàn viên thanh thiếu nhi, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa ở chợ dân sinh. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại huyện Lạc Sơn, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Với chủ đề bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Thông qua lễ meeting, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá các cấp trong tỉnh kêu gọi cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan đơn vị cần tổ chức triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo thực hiện lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong các phong trào, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị. Theo thống kê, Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN. Mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.
Ngay sau lễ meeting, hơn 200 đại biểu đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính bằng hệ thống loa phóng thanh bằng cờ pano áp phích tờ rơi với thông điệp vì một môi trường không khói thuốc. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Đẩy mạnh phòng chống sạt lở trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông rất dễ tiếp cận với các loại thuốc lá điện tử qua các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook. Việc quản lý mua bán thuốc lá điện tử của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Các chuyên gia y tế đã chỉ ra rằng thuốc lá điện tử có tác hại gấp nhiều lần thuốc lá truyền thống, cần được cảnh báo với giới trẻ. Nhân ngày quốc tế không thuốc lá 31 tháng 5, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Chỉ cần vào trang mạng xã hội TikTok và gõ tìm kiếm cụm từ pot, nền tảng sẽ hiển thị hàng chục video tiếp thị các loại đồ chơi với hình thù bắt mắt. Nhưng thực chất đó là thuốc lá điện tử. Bất kỳ ai cũng có thể đặt mua trực tuyến những loại pot này dễ dàng qua nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần nhập địa chỉ, hàng sẽ được ship đến tận tay. Điều này đã giúp thuốc lá điện tử tiếp cận dễ dàng với lứa tuổi học sinh, gây khó khăn cho phụ huynh trong quá trình giám sát. Bởi việc mua bán đã được lách luật, đổi tên sản phẩm, thiết kế đầu hút thuốc lá điện tử thành những sản phẩm không bị cấm bán như móc chìa khóa, Lego, đồ chơi. Mình sẽ đặt hàng qua mạng, vậy thì là có một số nền tảng như là Shopee, TikTok thì người ta có thể thay đổi tên của nó để dễ giao hàng và nhận đến khi người đặt, từ lúc mà mình mua trên chọn cái người bán cho mình thì người ta biết cách, người ta tránh né, biết để phụ huynh, thầy cô, bạn bè không biết. Muốn là việc này được quản lý chặt chẽ hơn, tại vì là thuốc lá điện tử nó gây hại đến dây thần kinh, gây hại đến sức khỏe của các bạn dưới tuổi học trò và em. Như nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi vị thành niên, chị Lê Thị Bích Liên, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình cũng rất lo lắng với sự tiếp cận dễ dàng, thậm chí trở thành trào lưu trong giới trẻ, sẽ ảnh hưởng đến các con của mình. Chị Liên đã chủ động tìm hiểu các tác hại cụ thể của loại thuốc lá điện tử nhằm giáo dục cho các con của mình tự tránh xa. Song chị Liên cũng mong muốn ngành chức năng sớm có những biện pháp xử lý đối với hoạt động mua bán thuốc lá điện tử trên mạng xã hội hiện nay. Theo tôi thì về cái việc mà hiện nay thì đối với cả mạng công nghệ thông tin cũng như là những cái trang mạng xã hội ấy, thì nó rất là thông dụng. Không những lứa tuổi trẻ đấy thì các bạn ấy rất là nhanh nhạy trong cái việc đấy. Nên là cũng nhận biết được cái điều đấy thì cũng ngoài cái việc mà trao đổi trực tiếp với các con thì cũng thỉnh thoảng khi bố mẹ cũng nên là phải kiểm tra từ thực tế cũng như là các thông tin truyền thông và bạn bè, rồi là các trang mạng xã hội thì mình cũng nên tìm hiểu thêm và cùng phải trực tiếp trao đổi với con để cho con nhận biết được cái tác hại của thuốc lá điện tử. Theo kết quả nghiên cứu, trong thuốc lá điện tử chứa nhiều hương liệu hóa chất. Thông qua việc phối trộn, người sử dụng có thể tự ý tăng tỷ lệ nicotine hoặc thêm ma túy cũng như các chất gây nghiện khác, càng thêm hại cho sức khỏe người sử dụng. Nhất là tuổi học trò chưa ý thức được liều lượng và sử dụng theo sở thích. Ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thì chúng tôi đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp các bệnh nhân hút thuốc lá điện tử vào với các triệu chứng như là kiểu ngộ độc này, kèm theo thể họ có thể pha trộn rất nhiều cái thành phần ở trong cái thuốc lá điện tử mà lúc bây giờ mình cũng chưa thể nào mình xác định được hết tất cả các thành phần ở trong đó. Cho nên là cái nguy cơ mà tai biến sớm và đột quỵ sớm ở trên giới trẻ rất là cao. Chúng ta nên dừng hết thuốc lá điện tử lại và mình nên bỏ thuốc thì càng sớm càng tốt. Bởi vì tất cả thuốc gì, kể cả mình có hút thuốc lá thường hay thuốc lá điện tử thì cái hàm lượng nicotine và tăng cái nguy cơ tai biến đột quỵ và nguy cơ ung thư rất là lớn cho bệnh nhân. Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay với thông điệp được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá.
WHO nhấn mạnh, Ngày Thế giới Không Thuốc Lá năm 2024 là diễn đàn để giới trẻ trên toàn thế giới yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng việc nhắm tới trẻ em, thanh thiếu niên bằng những sản phẩm có hại cho sức khỏe. Kêu gọi chính phủ các nước thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá mạnh mẽ, bảo vệ các em khỏi tác động của việc quảng cáo thuốc lá, bao gồm cả việc tiếp thị qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay mặc dù chưa phải ứng phó với cơn bão nào, nhưng do hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc mưa đá đã khiến 3 người bị thương, hơn 400 ngôi nhà bị hư hỏng, 500 hectare diện tích sản xuất nông lâm nghiệp và hàng trăm con gia súc gia cầm, hạ tầng cơ sở bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại là trên 53 tỷ đồng. Thực trạng này đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai cần phải được tăng cường. Phần bình luận của biên tập viên Minh Thùy sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình đồi núi chia cắt, độ dốc lớn, nhiều sông suối, lòng suối dốc, hẹp, cộng với diễn biến bất thường của thời tiết là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng lũ ống lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy, công tác dự báo, cảnh báo sớm các loại hình thiên tai cần được đặt lên hàng đầu. Đây là ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở xóm 4 xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình bị sạt lở đất đá vào nhà năm 2019. Cứ vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở lại diễn ra, khiến gia đình sống trong lo lắng. Chỉ lo về những các cái tính mạng con người đêm hôm thôi, nên là rất là sợ có những đêm đấy nó tràn, nó ùa hết cả nước ở trong nhà đấy, cả đất cát đấy ráp vào mấy nhà cửa quá nên nhà rất là no. Thì thôi thì cũng mong làm sao ấy là bên những các chính quyền là cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ cho nhà san hạ được cái đất nó bớt đi, gia đình yên tâm. Hiện nay toàn tỉnh có 234 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao với hơn 5.200 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Trong đó khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đá lăn có 143 điểm với 3.298 hộ bị ảnh hưởng. Khu vực thường xuyên bị lũ ống lũ quét có 21 điểm với 167 hộ bị ảnh hưởng. Khu vực thường xuyên bị ngập úng có 70 điểm với 1.750 hộ bị ảnh hưởng. Có một đoạn sông Lạng ở trên địa bàn của xóm Thanh Bình thì cũng trong thời gian qua cũng xảy ra sạt lở. Bằng kinh phí của địa phương cũng như là một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng có hỗ trợ để bồi đắp. Tuy nhiên thì cũng do sông sâu, nước lớn cho nên là cũng bị sạt lở trở lại. Thì hiện nay chúng tôi đã có công văn để trình xin ý kiến của phòng nông nghiệp, của ủy ban dân huyện thì đề nghị hỗ trợ đối với xã trong việc là khắc phục cái sạt lở. Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, cần những giải pháp phòng chống hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã bước vào mùa mưa bão, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, tuyên truyền cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời, triển khai tốt chủ đề tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024, hành động sớm, chủ động trước thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các địa phương chủ động rà soát lại kịch bản ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, bao gồm cả phương án ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Khi xảy ra sạt lở hoặc có mưa to, mưa lũ dọc tuyến đường thì cũng cử lực lượng như lực lượng dân quân, lực lượng công an và cắm biển chốt các đoạn đường và phối hợp với sở giao thông và phòng kinh tế thành phố cử các đồng chí chỉ đường và phân luồng cho bà con nhân dân đi qua lại. Các địa phương chủ động rà soát thống kê cụ thể vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, tuyến đường giao thông để chủ động các phương án ứng phó. Hiện nay qua rà soát thì có một số địa phương như là Đà Bắc này,
Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi là những huyện có nguy cơ là sạt lở cao vì đất cũng như đá lăn, mà các hộ dân vẫn có cái tập toán sinh hoạt cũng như cái sinh sống ở chân đồi núi, khi mà các hộ dân mà đào vặt núi cũng như xẻ chân núi để thực hiện xây dựng nhà cửa, thì đề nghị các địa phương là cho rà soát những cái chỗ khu vực đấy tuy không nằm trong địa điểm sạt lở nhưng cũng nằm trong cái nguy cơ bị sạt lở cao, để mà có cái biện pháp cũng như khuyến cáo người dân có những phòng ngừa. Các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác của người dân để chủ động ứng phó. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, các địa phương cần xác định công tác phòng chống thiên tai, nhất là việc phòng chống sạt lở đất là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục và cần chủ động các phương án ứng phó trên tinh thần thích ứng, linh hoạt, xử lý nhanh. Người dân không tự ý đào đồi, núi để xây dựng nhà, gây nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, việc trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai cần được tiếp tục quan tâm. Đến đây phần bình luận của tôi xin được kết thúc và chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Ông Donald Trump vừa trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự. Một bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên ông Trump phạm tất cả 34 tội danh liên quan đến khoản tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Các công tố viên cho rằng cựu Tổng thống Trump đã dẫn đầu một âm mưu nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử. Theo họ, ông Trump đã che giấu khoản tiền 130.000 đô để mua chuộc sự im lặng của diễn viên Stormy Daniels để ngôi sao này không tiết lộ việc có quan hệ với ông Trump hồi năm 2006. Sau nhiều tuần điều trần và 2 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn gồm 12 người đã đồng ý với lập luận của các công tố viên. Trong khi đó, ông Trump khẳng định mình vô tội và tuyên bố kết luận trên có động cơ chính trị. Ông Trump có thể phải đối mặt với án treo đến 4 năm tù. Phiên tòa tuyên án ông Trump được ấn định vào ngày 11 tháng 7, chỉ vài ngày trước khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa khai mạc ở Wisconsin, nơi ông được cho là sẽ giành được đề cử. Theo Hiến pháp Mỹ, ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống mặc dù ông bị kết tội. Ông Trump cũng dự kiến sẽ kháng cáo bản án này. Các hãng truyền thông lớn của Mỹ vừa đưa tin Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công một số khu vực hạn chế bên trong lãnh thổ Nga. Trước đây, Mỹ chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ở Ukraine. Trang web tin tức chính trị Politico và các cơ quan truyền thông khác dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Biden gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkov. Quyết định của Tổng thống Biden chỉ áp dụng cho các mục tiêu trên biên giới gần khu vực Kharkov, phía đông Ukraine. Họ cho biết Ukraine hiện có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp như tên lửa và bệ phóng tên lửa để nhằm vào tên lửa của Nga hướng tới Kharkov. Chính phủ Mỹ được cho là không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Triều Tiên vừa cho biết họ đã tiến hành một cuộc diễn tập sử dụng các bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo. Theo báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát hoạt động cuộc tập trận sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng 600mm. Một bức ảnh cho thấy 18 tên lửa được bắn đồng loạt từ bệ phóng di động. Lực lượng phóng binh đã đánh trúng mục tiêu trên đảo cách đó 365 km. Triều Tiên tuyên bố tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để thực hiện kịp thời và chính xác sứ mệnh quan trọng là ngăn chặn chiến tranh và giành thế chủ động trong chiến tranh. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hơn 10 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng. Ngày 30 tháng 5, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin quá trình đăng ký ứng cử viên tranh cử tổng thống của đất nước đã bắt đầu từ sáng ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương và sẽ kéo dài 5 ngày cho đến mùng 3 tháng 6. Cuộc bầu cử tổng thống Iran dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 6 tới. Trước đó hôm 26 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi đã ban hành chỉ thị bắt đầu quá trình bầu cử tổng thống. Theo thông báo trên trang web của Bộ, tất cả những người muốn đăng ký ứng cử viên cần phải đến trụ sở của Bộ Nội vụ ở thủ đô Tehran.
Theo Bộ trưởng Vahidi, quá trình rà soát lý lịch sẽ kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ mùng 4 tháng 6. Sau đó, những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn sẽ có 14 ngày để tiến hành chiến dịch vận động tranh cử. Trong thông báo ngày 26 tháng 5, cơ quan bầu cử Iran đã nêu rõ các quy định và trình độ mà những người đăng ký ứng cử phải đáp ứng. Cụ thể, những người đăng ký phải là người gốc Iran, có quốc tịch Iran, độ tuổi từ 40 đến 75, cũng như có thành tích và danh tiếng tốt, đồng thời cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Iran cũng như tôn giáo chính thức của đất nước là Đạo Hồi. Hội đồng giám hộ sẽ công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện vào ngày 11 tháng 6. Quân đội Israel vừa cho biết họ đã giành quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa dải Gaza và Ai Cập. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn đang tiếp tục hoạt động quân sự ở khu vực phía nam của Gaza. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã nắm quyền kiểm soát hoạt động hành lang Philadelphia. Theo quan chức này, khoảng 20 đường hầm đã được phát hiện ở đó. Israel cho biết khu vực này được sử dụng để buôn lậu vũ khí và các hàng hóa khác từ Ai Cập đến Gaza. Israel đã kiểm soát hành lang dài khoảng 14 km này cho đến năm 2005. Truyền thông Ai Cập dẫn lời một quan chức cấp cao Ai Cập phủ nhận sự hiện diện của đường hầm trong khu vực. Trong khi đó, lực lượng Israel tiếp tục tấn công Rafah, nơi có nhiều người đang trú ẩn. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.